Mình đây nè, Holly, bạn nghe rõ không? Jay nè, mai bạn có đi học không đó? Có chứ Jay. Sao Holly chưa đến nhỉ? Phải gọi bạn ấy mới được. Ai gọi đó? Ồn quá đi, để mình ngủ đi. Jay sao? Ôi không, mình ngủ quên rồi. Bạn đã ở đâu vậy? Chuông reo nãy giờ rồi. Mình biết mà. Cảm ơn đã gọi mình vậy. Sinh nhật vui vẻ Holly. Mình thích sinh nhật. Tụi mình ăn hết cái bánh này luôn ha. Chúc Holly sinh nhật vui vẻ nha. Đáng yêu quá đi. Không. Holly, sinh nhật vui vẻ thưa cụ. Và từ đó họ sống hạnh phúc mãi mãi. Chào Holly, làm bài tập về nhà thôi. Làm bài toán trước nha. Nếu bạn chia logarit cho thích phân, bạn sẽ có được rất nhiều hệ số. Hiểu không? Có hiểu không? Không hề. Để mình giảng lại. Giờ bạn hiểu chưa? Ồ, vẫn chưa. Nhìn vào biểu đồ này. Khoan đã Jay, mình có ý này hay hơn nè. Chơi game không? Tới luôn. Mình thắng. Bạn thua rồi nha. Các em, đá bóng nào. Yeah, thể dục thật vui. Này, đồ thể dục của các em đâu? Thật thiếu tôn trọng. Được rồi, đá bóng đi. Mình chụp được rồi. Ơi, hay đó Holly. Ăn trưa thôi. Chẳng có gì để ăn hết. Mình đang cố giảm cân. Ôi Jay, mình có khoai tây chiên nè. Tụi mình ăn chung đi. Này Jay, có gì ăn không? Để mình xem. Không. Mọt sách. Chiến dịch sandwich bắt đầu. Ôi mọt sách. Sao bắp tay bạn to vậy? Bạn dùng sách để tập tạ sao? Thôi kệ đi. Ủa bữa trưa của mình. Cùng ăn đồ của mọt sách nào. Holly, cho mình kẹo cao su nha. Dĩ nhiên rồi. Jay, lấy vị bạn thích đi. Kẹo cao su. Holly, cho mình miếng đi. Được thôi. Nè. Yêu, kinh quá đi. Holly, bạn xong chưa? Nào, để mình đưa bạn về. Holly, đưa mình cục tẩy với. Dừng lại, hai bạn không được. Bạn ấy bị gì vậy? Thật kỳ lạ. Vở lịch sử của mình đâu ta? Đây rồi. Ủa, bạn có truyện tranh mới sao? Cây cỏ đâu rồi ta? Sẵn sàng, đi thôi.
mình có quả táo nè, đem cho thầy đi. Ôi, cái này là cho thầy sao? Chà, thật tốt bụng. Cảm ơn các em nha. Mình vứt lõi ở đâu giờ? Cứ ném bừa vậy. Chào buổi chiều các em. Cái gì đây? Ai đã ném lõi táo lên bàn cô? Bạn mọt sách. Không, không phải em. Chào Holly, chào Trey. Lát gặp lại. Chào Holly. Chào, TikTok mới hả? Này, cẩn thận chứ. Này Trey, đưa mình cây bút đi. Mình dùng gì để viết giờ? Holly, bạn có dư bút không? Đợi tí. Chọn đi. Thế này, cảm ơn nha. Này Holly, bạn có bút không? Để mình xem. Không. À, mình biết ai có nè. Mọt sách ơi, có bút không? Ôi, đây là ngày may mắn của mình. Cho bạn hết bút luôn, nữ hoàng. À hả? Cảm ơn. Nè Trey, bút đẹp đó. Ow. Đánh tay nào Holly. Hình xăm của mình đỉnh chưa nè. Bạn muốn không? Mình còn dư nè. Wow, tụi mình có hình xăm tình bạn nè. Trey, mình muốn xăm con hổ này. Nhưng mà nó đắt quá. Để mình đã học xăm đó. Xong. Cái gì? Trey, đây mà là hổ sao? Đây không phải hình xăm mà mình muốn. Cô đang nhìn kìa. Chuyện gì đó? Ồ, cô hiểu rồi. Hình xăm xấu à? Đừng lo Holly, cô cũng có cái giống vậy. Cái gì? Học sinh ư? Các em đến còn sớm hơn thầy, giỏi lắm. Mọi người đâu rồi? Em bó tay. Mẹ ơi, mẹ tin nổi không? Học sinh con muộn học đó. Vâng ạ, con còn nhiều việc lắm. Chào mẹ. À, cà phê này nóng quá. Suýt thì phỏng cả lưỡi rồi. Học sinh đâu cả rồi? Mình quá mệt mỏi. Đã 20 phút trôi qua. Được rồi, mình sẽ báo với hiệu trưởng vậy. Mình đã bảo là sẽ đến lớp trước cô giáo mà. Chào Holly, làm gì đó? Mình sắp vào đại học rồi. Đỉnh quá đi. Mình sẽ nhớ bạn đó. Này thôi nào, tụi mình vẫn sẽ là bạn thân mà. Mình hứa luôn. Bạn thích video này chứ? Hãy bình luận và cho chúng mình biết tên bạn thân của bạn nha. Ngoài ra đừng quên bấm đăng ký, thích video này và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video hấp dẫn nào từ Woohoo qua Bosan nha.